Hôm nay mình có một chú khách hàng đã từng cắm implant 35 implant đúng không chú? Dạ, hàm dưới ở bên mình. Thì hôm nay chú quay lại để chú tiếp tục cắm thêm mini implant hàm trên. Thì chú có thể giới thiệu thông tin của chú cho mọi người biết được không ạ? Dạ, chú Nguyễn Văn Hòa, năm nay là 60 tuổi. Dạ. Nhà ở thành phố Hồ Chí Minh thì có đọc trên mạng á. Dạ. Đọc trên mạng thì chú thấy ở trên đây có đọc nhiều chỗ rồi, mà thấy ở chỗ này thì nó có cái cung cách làm việc mà đội ngũ y bác sĩ tốt, thành ra chú có tới cắm, chú có tới phòng khám và cắm ba trụ xong rồi, bây giờ tiếp tục cắm làm trên. Khi mình cắm implant đi xong chú thì chú cảm thấy là đau thì nó cũng có cắm xong rồi, nhưng mà nó trong thời gian nó chưa ấy, nó còn hơi ê, nhưng mà sau thì buồn sau cái gì đó. Thì bữa nay thì nó không có cái gì. Nhưng mà khi về thì chú ăn uống sinh hoạt như thế nào? Thì ăn cũng bây giờ của chú nó mắc hết răng mà, thì nó cũng ăn đồ ấy nhẹ nhẹ chứ đâu có dám. Nhưng mà khi mà sau cái tuần cắt chỉ chút thì mình thấy đau đớn nhiều chút. Tự tiêu chứ không cắt, không có không có cắt, không có gì. Vì đội của bác sĩ chú là thấy là hài lòng mà. Đúng rồi, nhiệt tình rồi. Cho nhân viên chăm sóc khách hàng rồi cũng gọi điện liên tục. Cũng thấy chú hài lòng và vui mừng lắm rồi. Con cũng chúc chú là lát nữa các phục vụ của chú sắp tới thành công. Cảm ơn chú.